Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ bà đạo mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Đại Chiến Tân Thế Giới nha, mình đây từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin một like và một subscribe hỗ trợ phát triển nha, cả người rất nhiều. Ui, ở đây luôn mảnh tướng S luôn này, ngon đấy nhờ. Giờ biết. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục hành trình đua top đây anh em. Hôm nay thì sẽ hốt một đống quà đua top khủng các bạn. Và tiếp tục quay sự kiện anh em. Tối hôm qua thì tôi làm thêm mỗi ngày được 2 phát nữa à. Ngon. Tốn 100 lời được mấy đồng anh em, lời được 8 mấy kim cương cũng được. Quà đăng nhập 7 ngày, nói chung tuần này cũng ngon, nhìn xương xương tuần này ngon anh em. Đổi hạn giờ, lại đổi mới à. Vô 800 được 5 phiếu rút này. Hơi đắt. Cái tím này tùy chọn mà có 600, trong khi cái này tùy chọn lại gì đây. Một à một bộ anh em, một bộ bạn, một bộ cá dưới, không chán thua. Chiếu tài mẹ cũng khó báu. Sẽ qua tôi mua hết rồi các bạn. Nhà lạp đồ này 5 ngày nhận được Corodai à, nạp 22k. Ai dù quê còn nạp 22k 7 ngày nhận được bộ này nữa anh, ngon. Sự kiện tuần mới anh em, nhận được ai đây? Hogupat. Đệ của Moria thì phải, đúng rồi, đệ của Moria anh em, cũng được. Mà có 90 điểm nhận được rồi, thế rồi. Sự kiện thẻ lạp giá trị lại 69k, hôm nay ngày thứ 8 anh em đăng nhập hết 10 phiếu nữa. Tôi đang gom phiếu anh em, quá tốt mỗi ngày, lại nạp. Ưu đãi đặc biệt, mấy cái này có nạp đâu mà, ưu đãi đặc biệt làm gì cho nó mất công. Ok. Nhận này. Ok luôn, quá tuần, ngon. 5 phiếu. Này đùa top phát quà rồi anh em, quà tôi nhận quà đây anh em, quà đây. Đây anh em, đùa top được chiến này. Yo. Nhìn phần quà nó có fail không anh em, 2k rưỡi kim cương các bạn, 20 phiếu ấy. Quà đùa top ấy nữa này. Yo, ngon các bạn. Ok luôn anh em. Đúng kiểu không ngon không lấy tiền các bạn. Vậy đúng kiểu không ngon không lấy tiền anh em, 3k 7 kim cương. Đợt này chắc tích kim cương các bạn. Đợt này chắc tranh thủ tích kim cương anh em. Bảng xếp hạng. Uầy, có vẻ như sáng nay mình bị lấn cấn top rồi. Lại chém bị vượt mặt rồi, 5m9 kìa. Ok, vượt làm sao được tôi anh em. Xem nào, úp cấp 90 anh em. Hôm nay là up level 90. Mở tính năng truyền gì đây. Ok, tính năng mới này, 50 lượt luôn. Yo. Giờ sao, bước lên hả? Hay là đi nhau? Rồi ok các bạn, đi thử luôn anh em. Nhấp cho chuẩn các bạn nha, nhấp cho chuẩn nó mới đi được các bạn nhá. Thôi nghiên cứu sau anh em, mấy bộ môn này nghiên cứu sau. Cứ từ từ các bạn, never, up level 90. 200 kim cương, 10 phiếu rút nữa. 2M. Đấy, trong túi giờ hiện tại có xương xương được bao nhiêu rồi? 72 vé rồi anh em. Đó, chính thủ tích. Lại thêm một cái áo nữa này. À, lại một cái quần à. Quần hình như tôi có rồi. Đây anh em, quần có rồi. Buồn thế nhờ. Ok, level 90 anh em. Lại tăng được chiến nhẹ nhẹ. Đống chỗ này đa số thì tăng tầm 300k được chiến các bạn. Tôi thấy là tầm 300. Hơn 300 một tí. Nhưng thôi chung là cũng được anh em. Rồi, 95 lại lên tiếp. Đó, 6m2. Mạnh. Rồi, cái này dùng làm gì? Trợ lực tướng UR hả? Thẻ vạn năng. Là dùng để trợ lực tướng UR hả? Nếu trợ lực được tướng UR thì đây. Xem nào. Rồi. Ok, cường hóa anh em. 10. Bồi dưỡng. À như này hả? À vô. Được. Uầy, tăng 100k lực chiến anh em. 50 mảnh. Giờ thêm 20 mảnh nữa thôi là anh nhà mình lên được E3 rồi. À quên, sorry anh em, lên được 3 sao rồi. Thiếu 20 mảnh nữa đúng không? Du. 20 mảnh này có khả năng kiếm được anh em. Mua rồi,
Bên này bao nhiêu? 10k. Sắp đổ. Ây da, phải đợi qua tháng mới à? Phải đợi qua tháng mới anh em. Đợi qua tháng mới thì may ra mới lên được các bạn. Rồi cứ từ từ thong thả các bạn. Mình lại 4k kim cương rồi. Ok, bắt đầu tiêu tiêu phí nào các bạn. Cái này thì gần như ngày nào cũng phải tiêu rồi. Không biết anh em tiêu không như tôi, cá nhân tôi là tôi tiêu ạ. Đấy, tiêu đi là tí ra up cho anh bô là anh em, hôm nay là up cho anh bô. Rồi, phó bản. 1 2. Bên này pull các bạn, cái chỗ này là pull ngay. Rồi ok, bây giờ chắc quét chỗ này thôi anh em. Bây giờ tôi đang tích kim cương các bạn nhá. Tích kim cương mấy đứa còn rất là nhiều sự kiện dùng tới nên là tạm thời tích kim cương đã. Đó, hôm nay up level 90 anh em. Dâu đen ra nào. Đó, anh bô nhận lên được chiến. Ui 6m4 luôn các bạn. Ui, sáng nay đột phá. Tí còn lên nữa anh em cho 500k được chiến đấy. Ai chả thao vượt map đồ rồi anh em. Ngon lành. Thế thì để anh bô lên đứng trước các bạn. Thì để cho anh bô này anh đứng trước các bạn. Anh có cái khiên kìa ngon hơn. Ok luôn. Đụng luôn. Về nào. Rồi. Ai chả kiêu chiến nhiều đó nhờ. Nào thì khiêu chiến anh em có gì đâu. Khiêu chiến thì khiêu chiến thôi chứ có gì đâu các bạn. Không có gì phải ngại cả. Đấm nào. Đấy. Uy tín luôn các bạn. Anh bù đấm uy tín luôn. Càn quét. Rồi. Ok luôn. Đấy chà. Tiêu phí này. Đâu rồi, anh bô đâu? Anh bô đây các bạn. Đột phá nào. Đột phá cho anh bô nào. Tăng cấp nào. Thiếu FP các bạn. Nên nào. Đấy, mét 3 rồi anh em. Thấy không? 1 mét 3 rồi anh em. Đùa đâu. Bí thuật thiếu à? Được rồi, ok, thiếu bí thuật cứ từ từ các bạn. Còn nhiều chỗ lắm. Đây. Ui nói chung nhiều, các bạn cứ bình tĩnh đây này, chăm được nên chăm cái này nữa. Ok ra trận nào. Đấy 6m5 rồi, chưa gì 6m5 rồi anh em, mỗi lần sương sương là 6m5 rồi. Lượm qua, nó chăm quyển này. Nhận điểm nào. Nhận nào anh em, đấy. Trời ơi, tha hồ tài nguyên. Bát ngát xa lưa luôn. Chỉ có thể bạn không nghĩ ra chứ không có gì là chúng tôi không thể, đúng kiểu vậy các bạn. Ok thanh chiến nào. Tích lũy 20 chiến thắng. Ok đánh kiểu gì đấy. Ồ ảo thật đấy, tự đánh à. Ủa trời nó tự đánh nhỉ anh em. Trời tự đánh hay sao này. Báo danh xong vào vòng loại 3 này. Vòng loại 64 này. Chắc tự đánh các bạn, chắc là tự đánh rồi. Nhìn cái này chắc tự đánh rồi. Thôi tự đánh thì chịu thôi. Nghiên cứu bộ môn này tiếp nào anh em. Ô kìa cái máy tôi ấn kiểu gì nó. Rồi ok. À kiểu kiểu bạn, các bạn có thể bước lên trên hoặc bước xuống dưới nữa đấy anh em. Cứ cho đi thẳng các bạn. Đi thẳng lên trên. Qua có đường là đi anh em. Thôi đơn giản thế nhờ. À, rồi 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 tôi biết cái chỗ này để làm gì rồi. Tôi biết cái này dùng để làm gì rồi anh em. Thú vị đây. Quay lại được không? Quay lại có mất điểm không? Không các bạn nha, quay lại không mất điểm anh em. Quay lại không hề mất điểm các bạn nha. Đó, quay lại không hề mất điểm anh em, tranh thủ quay lại để mà nhận quà. Có boss nữa này, thử đánh coi. Ok. Kuma này. Sabo này, A này. Chopper này, Sabo này. Chơi quả này anh em. Mất công lân các bạn. Mất công lân rồi. Bỏ qua được à. Gọn gàng. Được điểm gì không? Không các bạn nhá, đánh boss không được điểm ạ. Ảo đấy nhờ. Lại được dương quả nữa anh em. Chúng ta có 4 lần boss. Dương quả thì cũng khá khá đấy các bạn. Có bắt buộc phải hạ hết bọn này không? Chứ nếu không bắt buộc thì mình tôi nghĩ không nên đánh anh em. Nhưng tính năng này mới này chơi cũng được các bạn. Đấy, lại thêm tính năng mới anh em.
Mỗi tội là không có quả cát thì thôi. À, rồi rồi rồi. Các bạn đi đầu tùy các bạn nhá. Đó, các bạn đi đầu tùy các bạn, không kiểu đấy luôn anh em. Rồi, dương quả đây nữa rồi. Được nốt dương quả là được rồi anh em. Kệ đi, qua đây đánh Moria anh em. Đánh luôn. Sợ thì get go Moria. Cho xin cái tuổi. Hao hết. À, bây giờ thôi. Không tội gì phải đánh mấy con đấy anh em, trừ khi nó cản đường mình không ăn dương thôi. Có 3 dương quà nha các bạn nhá, để này có 3 dương vàng đấy. 3 dương vàng và 3 dương cấy, anh em tranh thủ đi ngượm hết thôi là được. Thế thôi. Kiểu này chắc là bắt buộc phải đánh rồi, con đầu tiên này phải hạ rồi anh em. Mỗi ngày có 50 lượt, chắc nó còn hồi nữa bạn nhá. Lượt này tôi nghĩ là cá nhân tôi nghĩ là nó còn hồi anh em. Thế là cứ bình tĩnh thôi. Mà được cái thẻ bản năng kia ngon nhờ. Cũng tưởng UR luôn anh em. Ngon rá man. Còn đâu cái này là để nâng tướng khi lên level 150 đấy. Nhưng mà lên level 150 chưa biết cái tính năng này. Cái điểm mà tôi đang lấy đây anh em này, cho nên nó sẽ úp cho level tướng level 150. Nào cho đến đâu. Ai chà. Xém nữa là mất quà rồi anh em. Vô, ngon. Cũng được. Giờ đi kiếm boss thôi anh em. Quay lại đây nào. Còn một dương nữa anh em. Bây giờ giúp của nó trên này chỗ nào đây các bạn. Qua nào. Trên này chắc là qua boss à. Lại bất ngờ trương bà già nữa các bạn. À không đủ lượt các bạn. Đó 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 đó. Không phải dễ dàng gì mà pull lượt ở đâu anh em. Nhưng mà nói chung là cũng ngon. Đấy. Lại bên lại chiến lại nhận nữa anh em. Nó lại thêm điểm. Nhân vật. Đây, bộ chó này 150 nha anh em, mà bồi dưỡng này, tiềm năng này. Đấy. Cường hóa này anh em này. Đó, ui, 2k7 lực chiến anh em. Tiếp tục cường hóa này. Đấy, 1k rưỡi lực chiến anh em. Yo. Uy tín luôn các bạn, được của nó anh em. Ok đấy. Rồi, nói chung thì video sáng nay tạm thời tôi kết thúc thôi. Tôi sẽ kể quốc có gì hot tôi sẽ quay anh em ở video tiếp theo nhá. Giờ thì bye bye mọi người.